dân, nhưng sao cô thiệt thòi quá. Cũng vì dân cô đi tìm công lý, đấu tranh cho dân nghèo. Ngoài kia đó bao nhiêu thế lực đen âm thầm làm hại cô, nhưng đâu có ngờ tình cô nào sửa chung bao chua cay tuổi đắng. Cô ôm hết vào thân cũng vì thương người. Dân quên thân mình tìm công lý cô đấu tranh. Thương dân nhiều lắm cô nguyện hy sinh cả thân mình, không nói ra câu ân hận. Mong thời gian trôi thật nhanh theo năm tháng đón tin cô. Về nữa nhưng người dân vẫn mong chờ, vẫn luôn đợi chờ tin cô. Đến bây giờ cô không có nơi đây, những dân luôn thầm thương nhớ. Để đền ơn dẫn đi tìm công lý, đến khi cô quay trở về. Thời gian nữa tôi tin cô về thôi, kiên nhẫn ngồi chờ tin, phước xây muôn phần cô tôi sẽ có phúc. Bao công lao việc lớn cô giúp nước giúp dân, cũng vì chữ tình. Trên con đường đi đấu tranh để vạch trần những con người làm sai thì chị Hằng lại dính vào lao lý, thì bản thân tôi tin chắc chắn cũng sẽ có một cái kết có hậu cho những con tôi người tốt thật sự như thế Hằng. Tại vì ở cuộc đời này thì Hằng là người tốt thật sự. Ok, chúc tất cả mọi người ngủ ngon.